Chào mừng anh chị đã đến với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tuần, thì em xin làm một cái video để nhận định về thị trường chung của chúng ta ngày hôm nay, cũng như là gì, cũng như là đi qua một số những cái mã cổ phiếu mà tuần rồi kênh chúng ta đã phân tích á, mà nó đã có những cái điểm bứt phá khá là tốt. Thì chúng ta sẽ xem là gì, là những cái mã đó có thể mua được tiếp hay không. Đó là cái mục tiêu của buổi livestream, cái video ngày hôm nay. Ngày hôm nay có một cái lý do là em có một chút việc, nên em không thể thực hiện livestream cho anh chị. Thì em xin làm một cái video. Thì anh chị mình xem thì nhớ bấm like video. Nếu mà anh chị nào có thắc mắc gì mà cổ phiếu nào á, thì anh chị cứ comment ở dưới cái phần bên dưới video á, là cái phần comment ở dưới á, thì anh chị cứ nhắn ở dưới, thì em sẽ trả lời. Còn nếu không thì anh chị cứ là vào cái số Zalo của em, mình kết bạn Zalo với em, và anh chị nhắn thì em sẽ trả lời qua Zalo cho anh chị. Thì đó là cái cách mà anh chị có thể liên lạc với em ha. Đó, thì bây giờ em sẽ đi qua một số những góc nhìn chính trong cái video ngày hôm nay. Thì đầu tiên đó chính là về thị trường chúng ta ngày hôm nay. Thì nếu mà anh chị xem cái video hôm trước của em, tức là cái buổi livestream về tối hôm thứ bảy, thì em cũng có nói rất là rõ, đó là cái khả năng thị trường bứt phá rất là cao. Khả năng thị trường bứt phá rất là cao, em có nói đi. Tuần tuần ngày 24, tuần ngày 24 thị trường bùng nổ, nên mua cổ phiếu nào. Thì trong cái video này em cũng đã nói rất là rõ là gì, là thị trường mình đang trong một cái nhịp tích lũy rất là tốt, và cái phiên ngày hôm thứ sáu vừa rồi là một phiên cho thấy một cái lực cầu cuối phiên vào rất là mạnh, đặc biệt là các cổ phiếu đã có bắt đầu có dấu hiệu của dòng tiền tham gia vào. Thì đó là cái đặc điểm mà em nhận ra là gì, là có khả năng thị trường tuần sau sẽ bứt phá. Thì cái phiên ngày hôm nay, cái phiên ngày hôm nay thị trường cũng đã cho một cái cây nến xanh, rất là đẹp, một cây nến xanh rất là đẹp. Thị trường ngày hôm nay tăng hơn là 1,62%, đóng cửa một con số cực kỳ đẹp ha, là 868,68, là phát thì rất là đẹp, với khối lượng rất gia tăng, với khối lượng gia tăng. Thì đối với em ngày hôm nay là một phiên tăng khá là đạt, tức là gì, là sự gia tăng có đi kèm khối lượng và bứt phá khỏi cái ngưỡng kháng cự 860 mà trước đó nó không thể qua được. Đó là một cái đặc điểm mà anh chị lưu ý cho em. Tức là sao, cái thị trường ngày hôm nay đánh dấu là gì, là nó đã vượt khỏi cái kênh xu hướng giảm. Nó đã vượt khỏi cái kênh xu hướng giảm trước đó và đã bắt đầu có thể là gì, là thành thành một cái kênh tăng mới, hình thành một cái kênh tăng mới ở đây. Đó. Thì đây là một cái điểm mà anh chị lưu ý về thị trường chung của chúng ta. Đó. Thì ngày hôm nay thì rất là nhiều những mã cổ phiếu trong VN30 tăng tốt, đặc biệt là cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng. Mà nếu anh chị nào mà thường xuyên xem livestream thì cũng đã nghe em nói là khi mà thị trường tăng, thì em kỳ vọng chính nhóm ngành ngân hàng sẽ là nhóm ngành dẫn dắt thị trường. Tức là dòng dòng dẫn. Thì hôm nay là có những mã ngân hàng tăng rất là ghê, tăng rất là tốt, như là VPBank nè, hay là những mã như là Techcombank nè. Đa phần ngân hàng ngày hôm nay đều chạy anh chị. Thì đó là một cái gì, mình xem. Bởi vì bản chất á, là nhóm ngành ngân hàng á, là một trong những nhóm ngành nó có cái vốn hóa lớn. Thì khi mà kéo nhóm ngành ngân hàng á, thì thị trường mình mới có được những cái bước tăng rất là mạnh như vậy. Thì đó là lý do vì sao mà cái đợt rồi em rất là kỳ vọng vào nhóm ngành ngân hàng của mình luôn. Em mình xem nè, Techcombank hôm nay tăng nè, đa phần những ngành ngân hàng đều tăng thôi. Có ACB hôm nay tăng húng nè, tuy nhiên bị chốt ngược, nhưng mà anh chị lưu ý ACB vẫn có thể mở mua được nè. Khả năng là nó có thể là retest lại quanh những cái vùng này, tại vì cái khối lượng giảm ngày hôm nay khá là thấp nè. Thì anh chị chờ cái phiên ngày mai, nếu cái phiên ngày mai là một phiên mà rút chân nến thì khả năng là ngày mai vẫn mua được. Techcombank nè, CTG nè, VPBank nè, BID nè, HDBank, đa phần những mã ngân hàng đều có những cái nhịp tăng điểm rất là tốt. Thì đó là cái lý do mà kéo thị trường lên, lên một cái mức là 868,68 điểm, tức là tiệm cận những cái vùng kháng cự là quanh vùng là 875 và 880 luôn. Nó tăng rất là mạnh. Đó. Thì ngoài những cái ngành ngân hàng thì một số những cổ phiếu về những ngành dầu khí cũng tăng rất là tốt, như BLX nè. BLX hôm nay tăng khá là tốt nè. Hay là BLX gas nè. Đó, chị thấy những ngành dầu khí. Bán lẻ như là PNG hôm nay cũng có những cái nhịp bứt phá rất là ghê, hay là Masan, hay là một số những cổ phiếu trong những ngành chứng khoán. Thì đó là những cái gì, thì đó là những một số những cái những ngành tiêu biểu trong VN30. Thì em cũng đã nói rồi, thì cái việc mà VN30 bứt phá đi lên, thì khi mà có dòng tiền vào á, thì cái sự xác nhận của nó là càng thêm chắc chắn. Thì ngày hôm nay là một cái phiên mà với thanh khoản là tới 6.600 tỷ. Thì chị biết là cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên có thể xem là một phiên bùng nổ. Một phiên bùng nổ là phiên break cao, phiên break cao có sự xác nhận của khối lượng. Thì khi mà thị trường tăng như thế, thì cũng có những cái mã cổ phiếu, nó sẽ luân phiên tăng giảm theo thị trường, mà em gọi đó là sự phân hóa. Thì cái đợt rồi, cái nhóm chúng ta, tức là cái nhóm nhà đầu tư tài chính tự do của chúng ta, hệ thống khách hàng của bên em cũng đã mua được rất là nhiều những mã cổ phiếu có những cái nhịp tăng điểm tốt, tiêu biểu như là DigiWorld hay là
những cái mã cũng như là BHR. Thì nếu mà anh chị nào xem livestream thì cũng biết rồi, DG World hay là BHR, tức là nó đã có những cái nhịp tăng điểm là vô cùng ấn tượng. Thì mình có thể là theo dõi tiếp tục những cái mã này. Một lát này em sẽ đi qua, một lát này em sẽ đi qua sơ QNS, BWE này em cũng đã nói trong những cái buổi livestream ngày hôm trước rồi ha. Thì đó là cái sự tiêu biểu của nó. Thì mình nhìn qua một chút về cái khối ngoại ngày hôm nay. Thì khối ngoại ngày hôm nay bán ròng là gần 400 tỷ, gần 400 tỷ. Nếu mà tính luôn khớp lệnh và thỏa thuận thì là khối ngoại bán cũng là quanh cái mức đó, hình như là đúng rồi, bán gần 400 tỷ. Thì chủ yếu là ở những mã như là Vinamilk, HPG, Vinhome. Tức là anh chị nhìn cái mức độ ảnh hưởng của nó là cái độ lớn của cái hình chữ nhật này. Vinamilk, VRE, Vietcombank thì đa phần là những mã trong VN30 thôi. Đa phần là những mã trong VN30 thôi. Khối ngoại nó có một cái đặc điểm là gì? Là khi thị trường giảm thì nó mua ròng rất là nhiều, còn khi thị trường tăng thì nó đã mở bán ròng liên tục trong những cái tuần gần đây. Có thể nói là hai tuần gần đây khối ngoại liên tục bán ròng. Nhưng mà thị trường chúng ta ngày hôm nay là vẫn bứt phá, vẫn bứt phá, bởi vì tự doanh mua ròng hơn 200 tỷ, tự doanh vẫn mua ròng hơn 200 tỷ nè. Thì chủ yếu là cũng khá là giống khối ngoại ở chỗ là họ tập trung giao dịch giải ngân ở những một số những mã cổ phiếu trong VN30. Thì đó là một số những cái điểm tích cực. Ngày hôm nay VN30 tăng đến hơn 2%, hơn 2% thì đó là một cái mức tăng rất là tốt. Thì là anh chị nào mà đang cầm hàng thì chúng ta vẫn tự tin thôi, bởi vì bản chất là em đánh giá là cái đợt này thị trường có thể là có những cái nhịp phục hồi. VN30 đánh chạm lên lại những cái vùng giá là 800, hiện tại là 809 đúng không, có thể là đánh lại 820, 830, tức là quanh những cái vùng đó thì thị trường có thể tiệm cận về là vùng 880. Thì tại đây sẽ có những cái nhịp trả cung lại, những cái nhịp trả cung cầu lại. Bởi vì bản chất là gì, là sẽ có những cái anh chị nè, những cái anh chị còn kẹp hàng ở trên những cái vùng này, còn kẹp hàng ở trên những cái vùng này, thì khi nó gặp lại những cái ngưỡng kháng cự này thì nó sẽ có những cái phản ứng mà gì, test lại những cái lượng cung ở đây. Tuy nhiên là cái ngày hôm nay là chúng ta có thể xem là một ngày phục hồi rất là tốt. Mặc dù đầu phiên nó có một cái gap, đầu phiên một cái gap, tuy nhiên với cái gap này thì có thể xem là một cái breakaway gap, tức là một cái gap bứt phá, một cái gap mà gì, phá vỡ một cái xu hướng đang đi ngang. Đây là xu hướng cân bằng. Thì cái gap này với khối lượng xác nhận thì khả năng là gì, khả năng là chứng tỏ là lực cầu vào rất là mạnh, thì có khả năng nó sẽ đi luôn. Nó sẽ đi luôn. Còn nếu mà khi đánh chạm về những cái vùng kháng cự trên vùng 880 này, nếu mà lực cầu có sự suy yếu ở đây, thì nó có thể là rơi về test gap quanh vùng là 850, 850, 860 này. Thì đó là một cái điểm mà anh chị lưu ý cho em. Tuy nhiên em vẫn đánh giá rất là cao cái nhịp phục hồi này. Chắc chắn là nó sẽ gì, nó sẽ mạnh hơn những cái nhịp ở đây. Bây giờ anh chị nhìn thấy một cái đặc điểm là gì, là dòng tiền ở đây, cái nhịp phục hồi này hầu như là không có dòng tiền vào. Thì khi mà hồi phục mà không có dòng tiền tham gia thì khả năng nó gãy rất là cao, khả năng gãy rất là cao. Thì chúng ta đi qua một số về Dow Jones. Thì chỉ số tương lai Dow Jones ngày hôm nay cũng đang cho những cái số, cho những cái mức tăng điểm rất là tốt. Mình đánh giá vào đây, mình xem ở bên đây đi ha. Đây, Dow Jones. Thì Dow Jones ngày hôm qua, ngày hôm thứ sáu vừa rồi thì em cũng đã phân tích rồi, là nó đóng cửa là gần mức 28.000 điểm, đóng cửa gần mức 28.000 điểm. Về phía Dow Jones Future thì Dow Jones Future cũng đang cho mức là tăng là gần 1%. Đây anh chị thấy Dow Jones Future đang cho mức tăng rất là tốt, tăng là hiện tại là đang ở quanh là vùng là 28.100 điểm. Thì nó là đang có gì, đang có xu hướng là đang bứt phá cái ngưỡng kháng cự ở đây. Cái ngưỡng kháng cự vùng hôm trước là cái ngưỡng kháng cự 28.064 điểm. Thì nó đã có những cái nhịp bứt phá đi lên. Thì anh chị hình dung cho em. Thì Dow Jones nó đang nằm trong cái xu hướng lên rất là mạnh. Nếu mà xét giữa VN và Dow Jones thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá là gì, là Dow Jones tăng tốt hơn. Anh chị thấy là Dow Jones cái nhịp tăng của nó rất là tốt, và nó đang gần, tức là đang tiệm cận cái vùng đỉnh cũ của nó trước khi có cái nhịp rơi từ dịch bệnh. Còn VN mình thì cũng đang loanh quanh ở dưới cái vùng này, thì cái khả năng mà VN mình bứt phá đi lên cũng khá là cao. Tức là nó gì, nó sẽ đi cùng chứng khoán thế giới, đặc biệt là trong cái gì, trong cái tình trạng là hiện nay Việt Nam chính phủ cũng đang là sắp tung ra cái gói hỗ trợ kinh tế lần thứ hai, tung ra cái gói hỗ trợ kinh tế lần thứ hai này. Thì khi mà dòng tiền ra thị trường, thì cái việc mà dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán là một cái gì, là một cái điều mà không thể tránh khỏi, tức là gì, sẽ cải thiện tính thanh khoản cho thị trường. Chưa kể đến là một cái quỹ đầu tư ở Đài Loan, họ cũng đã huy động một cái nguồn vốn là gần 4.000 tỷ để đầu tư vào thị trường Việt Nam, thì cho thấy là thị trường Việt Nam đang là một trong những thị trường khá là màu mỡ với các nước bạn, với các nước bạn cũng như là với những nhà đầu tư trong nước. Bởi vì họ đánh giá là gì, Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát dịch rất là tốt. Tuy nhiên là gì, là cái mức giá cổ phiếu thì nó đang được đánh giá khá là thấp so với giá trị thực sự. Thì một số những cái doanh nghiệp vừa rồi
dù thị trường điều chỉnh nhưng nó vẫn đi lên, thì cho thấy là gì? Cho thấy là kỳ vọng của nhà đầu tư vào cái sự phục hồi của nền kinh tế, khi mà chính phủ ta là có những cái việc kiểm soát tốt dịch bệnh thì rất là cao, họ kỳ vọng rất là cao, nên họ rất là gì, họ vẫn mua thôi, họ vẫn mua mặc dù là thị trường điều chỉnh, nhưng mà một số những cái mã phân hóa tốt vẫn tăng. Thì cái mã đó thì mình cũng đã đi qua rất là nhiều rồi. Hay là gì, hay là thủ tướng là quyết liệt hơn nữa trong việc là giải vốn đầu tư công. Thì cái việc mà thủ tướng quyết liệt giải vốn đầu tư công thì giải ngân vốn đầu tư công này nó sẽ có những cái tác động tích cực tới một số những cái mã cổ phiếu, tới một số những cái mã cổ phiếu về xây dựng, tức là về vật liệu xây dựng, cũng như là về những ngành sắt thép, tức là nó gì, nó là những cái nguồn nguyên liệu trực tiếp cho vốn đầu tư công, với là gì, 350.000 tỷ đồng, tương đương với là 55% tổng vốn đầu tư công năm 2020 còn lại. Thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu là các bộ ngành địa phương quyết liệt tập trung và tháo gỡ thắc mắc ở các tháo gỡ vướng mắc ở các dự án và giải ngân hết trong năm nay. Cái việc mà bơm vào thị trường là 350.000 tỷ đồng nữa vào khoảng là 4 tháng cuối năm, vào tháng 4, 4 tháng cuối năm thì chắc chắn là sẽ tạo ra cho thị trường một cái số tiền rất là lớn, tức là sẽ là cải thiện được cái GDP, tức là cái gì, tổng giá trị sản lượng trong Việt Nam, tức là tổng sản lượng quốc nội. Thì chúng ta có thể là theo dõi cái tin tức này thì nó cũng có tác động tới một số những cái nhóm ngành, đặc biệt là một số những nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp. Thì đó là những cái lưu ý, những cái lưu ý. Hay là có một cái thông tin là gì, là thành phố Thủ Đức sẽ được thông qua, tức là nó sẽ gộp lại quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức hiện tại. Thì cái thông tin này cũng làm cho một số những cái mã cổ phiếu mà có liên quan, có liên quan mà có thể được xem là hưởng lợi. Tức là khi thành phố Thủ Đức được thông qua thì sẽ có một số những cái chính sách, một số những cái chính sách và giúp cho gì, nhà cửa, nhà đất ở đây có thể được tăng giá hơn. Thì cái hôm nay là TDH, tức là cái công ty cổ phần bất động sản ở Thủ Đức này, nhà Thủ Đức, thì nó đã tăng trần, nó đã tăng trần với mức thanh khoản rất là tốt, với mức thanh khoản rất là tốt, hầu như là gì, nó tăng gấp 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 4 lần, gấp 4 lần trung bình 20 ngày, thì cho thấy là gì, dòng tiền đã bắt đầu đổ vào, thì chúng ta có thể là tiếp tục theo dõi con này, tiếp tục theo dõi được, chứ không phải là chúng ta sẽ bỏ qua. Khả năng là nó sẽ chạm lại những cái vùng kháng cự quanh vùng giá là 8 này, vùng giá trên phía trên này 7.8, và sau đó sẽ có những cái nhịp retest trở lại. Chị lưu ý thì nó sẽ có những cái nhịp retest trở lại, thì mình cứ hết sức theo dõi thôi. Đánh chạm về những cái vùng này, sau đó tại đây sẽ có những cái nhịp trả cung lại về cái ngưỡng này, về ngưỡng 7.6, về ngưỡng 7.6, sau đó là gì, có thể là sẽ tiếp tục bứt phá đi lên và chinh phục lại cái vùng đỉnh trước đó, khi mà nó được hưởng lợi, khi mà nó có một số cái chính sách được hưởng lợi. Vùng 7.6, đây là vùng 7.6 ha, còn đây là vùng vùng 7.9, đâu đó vùng 7.93 thì là 7.9. Thì anh chị lưu ý cho em, thì khả năng là nó sẽ đi theo những cái xu hướng như thế này, nó là đánh chạm về những vùng 7.9, 7.95, sau đó gì, có thể rơi về 7.6 để retest lại, tức là test lại cái lực cung ở đây một lần nữa, và sau đó là bứt phá đi lên ở nhà Thủ Đức. Thì đó, anh chị mà theo dõi thông tin tích cực thì chúng ta nắm bắt được những mã cổ phiếu được hưởng lợi, thì cái đợt này là rất là tốt. Em đánh giá là một số những mã cổ phiếu là đã có dòng tiền tham gia vào rồi, đã có dòng tiền tham gia vào, thì chúng ta vẫn thấy rất là tích cực. Khi mà thị trường tăng nhưng mà không có sự gia tăng đồng thời của khối lượng thì khi đó nó mới tiêu cực thôi, khi đó chúng ta mới nên cân nhắc. Đấy, một số những cái mã cổ phiếu mà hôm thứ bảy em cũng có đưa qua rồi, em cũng có lướt qua rồi, thì hiện tại hôm nay cũng một số mã nó vẫn duy trì cái nhịp tăng của mình, và nó mở những một số những cái điểm mua mới, thì anh chị có thể đi qua, mình đi qua sơ thôi. Thì cái video ngày hôm nay cũng là muốn trong thời gian ngắn thôi. Đầu tiên là DigiWorld ngày hôm nay là có thể nói là gì, nó đi theo rất là đúng những cái kịch bản mà em đã dựng ra vào cái ngày hôm trước đó. Anh chị thấy đây, cái hôm ngày hôm thứ bảy em, tức là không phải là hôm thứ bảy nữa, và cái hôm ngày hôm thứ sáu thứ năm gì đó em có vẽ, tức là sau khi nó tăng trần và cái ngày hôm kế tiếp nó đã duy trì một cái mức giảm với thanh khoản thấp, thì em cũng đã kỳ vọng là gì, là DigiWorld sẽ còn tăng điểm. DigiWorld sẽ còn tăng điểm, bởi vì bản chất của mã cổ phiếu này là một mã cổ phiếu khá là cô đặc, và những cái dòng tiền ở những cái phía dưới này nó đổ vào rất là nhiều. Anh chị thấy là ở những cái vùng rơi thế này, dòng tiền bắt vào rất là nhiều và nó vẫn chưa có dấu hiệu là phân phối, chưa có dấu hiệu là phân phối ra, thì chúng ta vẫn nắm được. Đặc biệt DigiWorld là một trong những mã cổ phiếu có cái tốc độ tăng trưởng EPS hàng năm rất là đều, đặc biệt là trong 4 quý gần nhất, thì DigiWorld là một trong những mã mà chúng ta có nền tảng cơ bản rất là tốt, đặc biệt là cái nền tảng kỹ thuật cũng không hề thua kém, thì chúng ta đầu tư rất là an tâm. Đó là DigiWorld. Anh chị nào có hàng là có thể tiếp tục nắm giữ thôi. Em vẫn đánh giá là gì, hiện tại là DigiWorld nó đã vượt qua được cái vùng đỉnh
tức là nó đang ở cái vùng giá cao nhất từ trước tới giờ rồi, như thế nè, tức là nó đang ở vùng giá cao nhất từ trước tới giờ rồi, thì cái vùng trời ở phía trên tăng của nó rất là rộng, bởi vì nó không có những cái ngưỡng kháng cự nữa, thì khi đó chúng ta giải ngân thì cũng cũng khá là an tâm. Tuy nhiên mà anh chị nào muốn mua những cái vùng này thì có thể chờ những cái nhịp mà gì những cái nhịp mà nó có cái xu hướng tích lũy trở lại đi ngang thì chúng ta giải ngân tốt hơn. Còn mua vào bây giờ thì em thấy vẫn được thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái rủi ro nhất định về T cộng, về T cộng. QNS nè, QNS hôm nay là có cái mức thanh khoản duy trì vẫn ở cái mức thấp và có rút chân lên thì khả năng QNS vẫn còn tăng điểm. Nếu anh chị nào cầm hàng thì những cái vùng nền như này theo giá em khuyến nghị là quanh 31, 31.2 á, thì anh chị vẫn có thể tiếp tục nắm giữ cho em ha, vẫn chưa có những cái dấu hiệu là chốt ra. Còn nếu anh chị là muốn mua mới thì anh chị có thể canh ngày mai, tức là cái phiên ngày mai mà QNS á, khả năng đầu phiên nó sẽ có những cái nhịp nhún xuống một tí, bởi vì cái phiên về là chốt lời nè, cái phiên ngày 20 tháng 8 sẽ chốt lời cho phiên ngày mai, thì nó sẽ nhúng xuống một tí, nhưng mà sau đó nếu mà nó rút chân lên đó, thì chị có thể là mua ở cái phiên đó, mua ở cái thời điểm đó. Chúng ta đi qua về Phước Hòa luôn, thì Phước Hòa là vẫn duy trì ở cái mức là gì, có thể là gì, nó đang có xu hướng tích lũy đi ngang. Ngày hôm nay có một cái xu hướng tích cực là tại sao, là trong cái phiên này là cái phiên bứt phá này, với cái mức thanh khoản rất là cao, tuy nhiên nó vẫn chưa bị chốt ngược trở lại, tuy nhiên nó vẫn chưa bị chốt ngược trở lại, thì khả năng nó sẽ còn tiếp tục tăng được, là em đánh giá như thế. Tuy nhiên mà anh chị nào an tâm thì có chờ thêm một hai phiên nữa, một hai phiên tới mà nó vẫn giữ ở cái vùng giá đi ngang thế này, trong cái biên dao động là gì, là vùng 58 cho tới vùng 58.5 tới 59, mà nó giữ được cái vùng này thì khả năng nó sẽ còn đi lên, khả năng sẽ còn đi lên, và đi lên có thể nó sẽ đánh chạm về những cái vùng giá ở phía trên này, là vùng giá 66, giá 66 tức là cái chân trời, cái vùng tăng ở phía trên này khá là rộng, vùng giá 66 và kế tiếp là cái vùng 71, thì đó là cái điểm mà chị lưu ý đối với Phước Hòa. Thì Phước Hòa cũng là một trong những cổ phiếu về bất động sản khu công nghiệp mà chúng ta có thể quan tâm, có thể quan tâm. Tiếp theo là BWE, BWE thì nó nói rồi, BWE anh chị có thể giải ngân quanh đây, mua quanh vùng nền này. Hôm trước em cũng có khuyến nghị là mua quanh vùng dưới này rồi, BWE là anh chị nào xem livestream là đã mua quanh vùng 25, 25.1 rồi. Tuy nhiên nếu anh chị nào không mua được những cái điểm mua này thì có thể chờ mua quanh đây, bởi nó đang tích lũy lại nằm phía trên cái ngưỡng kháng cự rất là tốt, và hôm nay là có một cái nến rút chân lên nè, đó. Thì anh chị mua quanh 26, 26.1 được. Em cảm thấy là khá ok. VCS, VCS thì là về vật liệu xây dựng, về đá thì nó được hưởng lợi trực tiếp rồi. Khi mà giải ngân vốn đầu tư công vào thì những cái đá thép, sắt đá, cát thì đều là gì? Đều là những cái ngành có thể được hưởng lợi, bởi vì là khi mà xây dựng cầu đường rồi chắc chắn đều phải cần tới nó. Nó là cái nguồn nguyên liệu thiết yếu. Thì anh chị có thể lưu ý VCS là gì? Là tích lũy ra trong một cái biên hẹp và sau đó bứt phá đi lên này. Thì anh chị trong đơn mình cũng đã mua được VCS luôn, rất là nhiều những cái mã cổ phiếu được rồi mình đều mua được. Đây, đây em có đưa ra này, đấy nếu mà em thiện này, em thiện nó mua được VCS là cái hôm trước em có hỏi anh, thì QNS nè, thì nó là những mã cổ phiếu được rồi mà đều có những cái nhịp tăng điểm khá là ok, khá là tốt. Tiếp tục là SSL, thì SSL em đánh giá vẫn gì, vẫn đang trong một cái xu hướng khá là tích cực anh chị ha, nó vẫn duy trì ở cái mức thanh khoản cũng không phải là quá cao, tuy nhiên thì em hy vọng là gì, là nó sẽ thấp lại một tí, ý là nó sẽ vẫn duy trì với mức thanh khoản là gì cạn dần và sau đó tích lũy đi ngang ở đây, thì nó sẽ có những nhịp đánh lên kế tiếp. Về bản chất thì là khi mà cái sân bay Long Thành á, thì cái thằng Sonadeji, tức là cái họ Sonadeji như là SSL, SSC á, là đều có những cái sự hướng lợi, nên đợt rồi nó tăng điểm rất là tốt. Đợt rồi đa phần những cái mã này đều có những cái nhịp chạy và mạnh hơn so với thị trường, rất là mạnh so với thị trường. Tiếp theo là gì? CMG, CMG là cổ phiếu nhóm ngành công nghệ, Nasdaq của Việt Nam, CMG. Nếu anh chị nào đã có hàng CMG từ những cái vùng dưới rồi thì chúng ta khá là yên tâm ha. Phiên ngày hôm nay cũng là một phiên retest tại thôi, tức là vẫn duy trì ở mức thanh khoản thấp này, chị thấy không? Ở mức thanh khoản thấp, và đặc biệt là CMG nó đang khá là mạnh so với thị trường, thì chúng ta vẫn khá là an tâm khi nắm giữ những cái mã cổ phiếu này. Cái cản của CMG hiện tại nó đang gặp cản thì khả năng nó sẽ tích lũy trở lại ở đây, tích lũy trở lại ở đây, cái vùng cản quanh vùng giá là 30, 33, 33.9, 34 á, thì sau đó nếu mà tích lũy là ok thì sẽ đang đánh lại những cái vùng lên 36.3 này phía trên này, thì mình có thể quan sát tiếp tục. Nếu mà anh chị nào xem tiếp thì là CMG thì sẽ có FPT, nhóm ngành công nghệ, thì FPT hôm nay là cũng mở gap và có một cái gì, một cái khối lượng rất là cao, cái mức thanh khoản tham gia vào FPT rất là nhiều, tức là có sự tham gia của dòng tiền,
Đó, thì là hôm nay là một cái phiên là break khỏi những cái ngưỡng kháng cự này đó, và chứng tỏ là FPT là sẽ hình thành một cái kênh xu hướng mới ở phía sau này. Thì tiếp theo nó sẽ gặp cái ngưỡng kháng cự quanh vùng giá là 49 đó, nếu mà bước được 49 á, thì khả năng là FPT nó sẽ đánh chạm về đâu đó là vùng là 51.3 51.3 đó là những cái ngưỡng phía trên. Nếu mà vượt 51.3 thì FPT nó sẽ còn những cái vùng tăng rất là nhiều, bởi vì sao, cái dư địa tăng nó còn. À, khi mà cổ phiếu những ngành công nghệ thì luôn được kỳ vọng trong cái đợt dịch vừa rồi, tức là người ta mới nhìn thấy được cái sự quan trọng của nhóm ngành công nghệ khi mà những cái sự kiện trực tiếp, tức là gặp nhau hàng ngày không được xảy ra và nó phải thông qua những cái trực tuyến thì người ta mới đánh giá được tiềm năng của nó trong tương lai. Như là anh chị thấy là cổ phiếu Tesla này, nếu anh chị nào biết cổ phiếu Tesla thì nó tăng rất là tốt trong cái đợt vừa rồi. Tesla hay là gì, hay là Apple, Apple cũng đã tạo đỉnh. Apple cũng đang đỉnh đỉnh của cổ phiếu này. Bây giờ Tesla có giá một cổ phiếu là 2.050 đô, tức là liên tục tăng và vẫn chưa có dấu hiệu điều chỉnh trở lại. Để mình xem này ha, Tesla nó đã tăng từ vùng giá là đây. Tesla là một nhưng mà cổ phiếu công nghệ đánh giá rất là cao đây. Đây chị nhìn ha, đây là một cái sóng rất là lớn cổ phiếu này. Trước đó là nó chỉ ở cái vùng quanh là 200 đô thôi, là đầu cuối năm 2019, và sau khi đó là nó tạo đỉnh ngắn hạn quanh tháng 2 năm 2020, tức là khi mà Dow Jones nó rơi á, thì cái đợt dịch thì Tesla rơi xuống lại vùng 300 đô. Tuy nhiên mà sau đó thì nó đã có một cái nhịp hồi phục mà không biết đỉnh là đâu, tức là nó đi từ 300 đô mà hiện tại là 2.050 đô, tức là nó tăng gấp 7 lần, tăng gần 7 lần, tức là 700%. À, một cái cổ phiếu có sự tăng điểm rất là tốt. Thì cổ phiếu những ngành công nghệ như là FPT nó vẫn đang nằm trong cái con sóng tăng lớn, anh chị thấy không, một con sóng tăng rất là dài, thì khả năng là FPT nó vẫn còn duy trì những cái nhịp tăng này nữa. CMG hay là SRA này, SRA nó cũng là một cổ phiếu những ngành công nghệ và đợt rồi nó cũng đã có những cái nhịp bứt phá đi lên nè, phiên bứt phá nè, nó tạo một cái nền tích lũy ở đây với khối lượng thấp dần, anh chị thấy không, duy trì mức thanh khoản thấp và sau đó gì đã có những cái nhịp bứt phá đi lên. Nó sau khi gặp cái ngưỡng cản bị chốt ngược xuống và hôm nay là rút chân lại này. Nó thì đây là nó đã chạy trước một số những cổ phiếu trong cái cùng nhóm ngành là cấm nhóm ngành công nghệ rồi, tuy nhiên nó vẫn tích cực thôi. Bình Minh thì khá là ok, anh chị nào có hàng có thể canh chốt bên đây, không thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng thấp. Em kỳ vọng thì Bình Minh vẫn còn tăng được tiếp đấy, tại vì bây giờ nó đang gặp cái ngưỡng kháng cự khá là mạnh. Thì anh chị nào mà có thể cân nhắc chốt lại ra một phần 50%, sau đó chờ giữ là 50% để chúng ta xem mà nó có test lại cái ngưỡng kháng cự này thành công hay không. Nếu mà test lại thành công, tức là nó tích lũy đi ngang hoặc là nó rơi lại retest cái vùng đỉnh trước quanh vùng giá 55.6 55.7 á, với cái mức thanh khoản thấp thì khả năng là nó sẽ kéo lên tiếp, khả năng sẽ đánh lại những cái vùng giá là 64.5 ở đây. TCM này thì nó là hưởng lợi rồi, mình cũng đã bàn khá là nhiều về TCM này. TCM hưởng lợi trực tiếp từ hiệp định EVFTA, thì ngày hôm nay nó có một cái nhịp tăng điểm tăng khoảng 0,61%. Tuy nhiên là cái mức khối lượng của nó tăng cao nhưng mà nó bị chốt ngược lại về cuối phiên thì nó cũng khá là tiêu cực ha. Tức là nó vẫn chưa thể bước được khỏi chiếc hộp ở đâu. Thì chị nào có hàng mua những vùng dưới này thì có thể canh chốt một phần, hoặc là chị nào view về dài hạn á, thì TCM vẫn khá là ok thôi, bởi vì bản chất nó là một mã cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Như thế nào, nó vẫn duy trì ở trên cái đường màu xanh, luôn nằm trên cái đường màu đỏ của em nè, thì nó vẫn mạnh lên thị trường thôi, thì mình vẫn có thể theo dõi được. GTN là cổ phiếu mà em khá là tâm đắc từ rồi, em cũng đã nói là GTN sẽ còn tiếp tục tăng được, bởi vì bản chất là nó vẫn còn gì, nó vẫn còn có những cái dấu hiệu là đạp để gom, chứ không phải là đạp để gì, đạp để xả hàng mà đạp để gom. Những cái nhịp kéo xả nó sẽ khác với cái nhịp đạp gom, tức là những cái vùng đạp xuống thế này mà nó có cái lượng khối lượng bắt vào cao thế này thì khả năng nó còn kéo được tiếp. Hiện tại nó đang gặp một cái ngưỡng kháng cự là cái đường trendline là quanh vùng giá 24.3 24.5, thì nếu mà nó bước ra khỏi được cái vùng này thì khả năng là gì, là nó sẽ có thể tiếp tục bứt phá đi lên ở những cái vùng phía trên nữa của cổ phiếu này. Và bây giờ nó đang là cái vùng đỉnh cao nhất từ trước tới giờ rồi, thì anh chị cũng biết được cái sự tích cực của nó đây, thì khả năng là nó sẽ gì, nếu mà nó bứt phá được cái ngưỡng kháng cự quanh vùng giá là 325.5 á, thì nó sẽ có một cái vùng trời tăng, nó giống như con DigiWorld vậy, là không còn kháng cự nữa, hay là con DBC. DBC từ những cái vùng dưới giá là 22 23 này thì nó đã không còn kháng cự rồi, thì nó chỉ có việc đi lên thôi.
tức là tại vì không có ai có hơi cản ở trên vùng này nữa, không còn một cái áp lực cung nữa ở phía trên nữa, thì nó chỉ có việc là đi lên thôi, và nó đi lên rất là mạnh. DHC này, DHC thì hôm nay cũng khá là xấu, thì dù là nó không phải là gì, nó không phải là quá tiêu cực khi mà nó vẫn là một cái nhịp tăng điểm, vẫn là một cái nhịp tăng điểm thôi, tăng 0,54%. Tuy nhiên là với khối lượng khá là cao nhưng mà bị chốt ngược thế này, thì nó cũng có thể là cho thấy là cái lực cung ở phía trên khá là lớn, lực cung phía trên khá là lớn, thì có thể là cổ phiếu này sẽ đi ngang một hai phiên nữa sau đó đi lên. Em vẫn đánh giá DHC là một nhưng mà cổ phiếu tốt thì chúng ta vẫn yên tâm nắm giữ. Đây HPG thì em đã nói rất là nhiều rồi, HPG là mã trong VN30 mình có thể mua được, có thể theo sát được, bởi vì bản chất là nó đang nằm trên cái vùng nền phía trên của ngưỡng kháng cự quanh vùng 23.5 này, thì là chứng tỏ là cái lực cầu ở đây là cũng đang áp đảo, và nó có cái dấu hiệu là gì, có cái dấu hiệu là gom lại lượng hàng đó, tức là tích lũy để gom lại hàng và sau đó tiếp tục kéo lên, thì chúng ta có thể là mua quanh đây, giải ngân quanh những cái vùng giá này. Thì tuần này thì cũng có một số những cái mã cổ phiếu đó, như là DHD này, DHD thì em cũng có nói rồi, anh chị nào mua thì có thể thăm dò quanh vùng giá là 64-64.2. Phiên ngày hôm nay là một cái phiên test lại khá là ok khi mà khối lượng bán chốt lời không có nhiều, và vẫn duy trì cái mức thanh khoản trung bình chứ không phải cao, thì khả năng là ngày mai có thể là nó sẽ chạy tiếp hoặc là ngày mốt. Đó là DHD hay là BC1. BC1 thì em cũng có nói trong cái video ngày hôm trước hay sao, ngày hôm thứ sáu thứ bảy đó, thì BC1 em cũng có đưa vào room, em cũng có nhắn trong room là gì, là lấy ít vị thế BC1 này. Thì cái BC1 nó đây, thì BC1 sau đó nó có những cái nhịp tăng điểm, mà nếu mà anh chị nào mua từ những cái vùng giá em khuyến nghị á, vùng 14.18.4 18.5 á, thì bây giờ có thể đâu đó được là khoảng 2 tới 3 4 5% gì đó, em cũng không biết. Có khoảng là 5% rồi. Khoảng 5% rồi, cũng khá là tích cực ha. Tại ngành xe lắp điện thì cũng có thể xem là một ngành phòng thủ tốt trong cái đợt này. GVR thì hôm nay cũng không có gì biến chuyển nhiều. GVR hôm nay là vẫn tăng thôi, nhưng mà tăng nhẹ. Thì anh chị nào mua ở những phía dưới thì có thể cân nhắc, còn nếu mà muốn mua ở những vùng này thì nên chờ nó gặp là cái ngưỡng kháng cự trên phía này, hoặc là nó tích lũy lại ngang cái họ mà em vẽ này, quanh giá 12 á, 11.8 tới 12.2 á, thì khi đó mình có thể giải ngân với GVR. Hôm nay có bổ sung thêm một cổ phiếu là VGC. VGC thì em đánh giá là khá là ok, bởi vì bản chất là gì, là cái phiên ngày hôm 7 tháng 8 thì là dòng tiền đổ vào con cổ phiếu này, tức là nó có khối lượng lên tới là gấp 10 lần trung bình, gần 10 lần, thì cho thấy là một cái lực lượng tiền thông minh smart money tham gia vào cổ phiếu này, và ở những cái nhịp phía sau đó, nó có những cái nhịp rơi xuống retest lại nữa, thì khả năng là nó sẽ đánh lên ở những cái nhịp này. Thì chị theo dõi cho em con VGC này. VGC thì hôm nay room vip đã mở mua từ hôm sáng rồi, từ lúc sáng hôm nay thì VGC room vip đã mở mua ở những cái vùng giá quanh giá 21.8 cho tới 20 22.1, thì bây giờ nó đang là 22.35, thì cũng đâu đó là được 1-2% thôi, thì mình có thể theo dõi ha. DGC, DGC ngày hôm nay cũng đã khá là giống VGC ở chỗ là có một cái cây nến tăng, một cây nến tăng bứt phá khỏi cái ngưỡng kháng cự trước đó của nó, là với cái khối lượng gấp khoảng 8 lần, khối lượng gấp 8 lần, thì anh chị thấy là dòng tiền đổ vào rất là mạnh, thì khả năng là nó sẽ còn đi lên từ tiếp ấy, thì anh chị có thể canh những cái nhịp retest là những cái vùng phía sau này và chúng ta mua thôi. Đối với nhưng mà cổ phiếu mà break cao rồi anh chị muốn an toàn thì anh chị nên chờ nó retest, còn nếu mà anh chị nào mà chịu rủi ro tốt á, tức là cái khẩu vị rủi ro cao á, thì chị có thể mua quanh cái mua trong cái phiên break cao luôn, sau đó là gì, nếu mà nó nhúng xuống thì chị mua tiếp để anh chị gia tăng trung bình giá. Nếu mà bật lên nha, bật lên hay gia tăng nha. Đó là cách mà chúng ta mua trong VN30. Thì hôm rồi em cũng có đưa ra một số mã rồi, thì mình cũng đi qua lúc nãy rồi, bây giờ mình đi qua Khang Điền Hao. KDH thì vẫn khá là ok, KDH ngày hôm nay chỉnh lại với khối lượng duy trì ở mức thấp, thì hy vọng là trong hai phiên tới nó vẫn giữ cái mức thanh khoản này, thì cái phiên thứ ba nó sẽ bật lên, chị mua quanh vùng giá hiện tại được, vùng giá 23.9 hay 23.8, hay là CTG. CTG thì mở gap và ngày hôm nay bị chốt ngược rồi, tuy nhiên thì em vẫn đánh giá khá là cao, tuy nhiên vẫn đánh giá khá là cao CTG, bởi vì nó đã bứt phá được cái ngưỡng kháng cự trên line cũng như là ngưỡng kháng cự vùng đỉnh trước đó này, thì khả năng là ở cái vùng này chỉ là cái vùng mà nó bị hưng phấn quá đà, bị chốt ngược thôi, nhưng mà nó vẫn còn có thể tăng tiếp. Nếu anh chị nào nắm CTG thì những cái vùng phía dưới này nè, thì chị có thể tiếp tục nắm giữ cho em, không có gì là tiêu cực lắm, bởi vì bản chất là thị trường đang trong cái xu hướng tích cực mà, thị trường mà vào trend rồi thì đa phần những mã anh chị mua thì chỉ có việc nắm giữ thôi, hoặc là anh chị canh mà gia tăng, tức là mua trung bình giá lên đó, thì nó sẽ khá là ok hơn. Gas thì hôm nay cũng có nhịp tăng điểm là khoảng 1,5%. Gas thì em cũng có đề cập trong cái
cái video ngày hôm thứ bảy. Tuy nhiên cái mức thanh khoản ngày hôm nay cao nhưng mà chưa đạt để nó có thể bước ra khỏi ngưỡng kháng cự khá là mạnh này. Ngưỡng kháng cự quanh vùng giá là 73.6. Thì chúng ta chờ thêm. Nếu anh chị nào đã mua những nền này rồi thì chúng ta có thể chờ chờ nó bứt phá khỏi 73.6 và tiếp tục cái nhịp tăng điểm của mình. HPG thì em có nói rồi, STB, STB thì là một trong những mã cổ phiếu ngân hàng khá là mạnh so với thị trường. Em kỳ vọng là STB có thể là quánh, tức là nó sẽ đánh lên lại cái vùng giá là 11.5, 11.6 này, và sau đó nó sẽ làm cái nền ở đây luôn, tức là nó tiếp tục tích lũy ngang cái vùng viên bên phải này, ngang cái vùng bên phải này và sau đó bứt phá đi lên. Anh chị mua STB có thể cân nhắc cho em quanh những cái vùng giá đó. Thì đó là một số những cái thông tin mà em cập nhật cho anh chị trong cái video ngắn này ha. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video này. Anh chị xem xong thì nhớ bấm like video cũng như là subscribe kênh để em có thêm động lực để làm những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em trong những thị trường sắp tới và chúng ta tìm kiếm lợi nhuận ở thị trường này á, thì anh chị có thể liên hệ cái số điện thoại Zalo của em bên dưới á, để chúng ta đăng ký tài khoản và mở tài khoản để vào link VIP của em. Em có thể hỗ trợ anh chị cả đầu tư chứng khoán cơ sở là phái sinh nha. Phái sinh ngày hôm nay là cái room VIP của tụi em là mang về là có thể nói là ăn trọn cái lông luôn, hình như là 22 điểm, gần 22 điểm. Thì anh chị có thể xem một số như anh chị trong room là đều có lãi rất là tốt. Đây, một số như anh chị trong room đều có lãi rất là tốt. Cái này là khách hàng em chụp nha anh chị. Đây, anh này lãi được 101 triệu nè, anh này lãi được 42 triệu nè, anh lại 128 triệu, anh lại 15 triệu, anh lại 97 triệu. Thì đa phần là anh chị đều có cái mức lãi khá là tốt trong ngày hôm nay. Thì em tức là phái sinh bên em thì do anh Quách Gia Huy là anh list cái phái sinh này, thì anh là một trong những người có kinh nghiệm đánh phái sinh rất là lâu đời rồi. Thì có thể nói là đối với thị trường phái sinh Việt Nam thì anh cũng không còn xa lạ nữa, và anh đưa ra những cái khuyến nghị và cập nhật liên tục trong phiên cho mọi người, bởi vì bản chất là anh cũng đánh cùng mọi người. Nên những cái lệnh mà anh đưa ra thì khá là sát. Thì cái việc mà anh chị tham gia thì anh chị chỉ cần follow đúng lệnh của anh Huy thôi, thì em nghĩ là anh chị vẫn có thể kiếm được lợi nhuận đâu đó là tầm 3-40 điểm một tháng, tức là trung bình. Còn như ngày hôm nay thôi là anh Huy đã kiếm được là 22 điểm rồi. 3-40 điểm một tháng thì em đánh giá là còn khá là thấp, bởi vì em đánh với anh Huy cũng khá là lâu, thì có thể là mỗi tháng thì đâu đó là phải hơn 100 điểm, em nói thật. Nên cái việc mà anh chị là muốn tham gia phái sinh hay là muốn tìm hiểu chứng khoán phái sinh thì anh chị cứ liên hệ với em, hoặc là anh chị muốn đầu tư chứng khoán cơ sở thì nếu mà anh chị thấy những cái khuyến nghị của em là nó hợp lý, và cũng như là gì anh chị muốn tiết kiệm một cái phần chi phí, bởi vì VPS hiện tại đang có cái chính sách là miễn phí giao dịch trong hết năm nay, thì anh chị có thể là đồng hành cùng em và mở tài khoản bên em. Thì cảm ơn anh chị đã xem video và chúc anh chị một buổi tối tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.